Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, huyện Sông Lô đã triển khai đồng bộ hiệu quả nhiều giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo, tạo động lực để địa phương phát triển kinh tế xã hội bền vững. Để triển khai có hiệu quả công tác giảm nghèo theo hướng đa chiều, bền vững trên cơ sở chương trình giảm nghèo của tỉnh, huyện Sông Lô xây dựng kế hoạch theo từng giai đoạn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời xây dựng kế hoạch hàng năm và giao chỉ tiêu cụ thể đến từng xã, thị trấn thực hiện giảm nghèo từ 1 đến 1,5%, hướng dẫn rà soát tổng hợp số liệu hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều mới có khó khăn về nhà ở, nhu cầu hỗ trợ vay vốn để có cơ sở triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ về tín dụng hộ nghèo, giáo dục, y tế và nhà ở, tăng cường công tác hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho người dân địa phương, tạo điều kiện hỗ trợ vốn vay ưu đãi đến người dân phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, hơn 9.000 hộ dân trên địa bàn đã được tiếp cận vốn vay ưu đãi thông qua Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sông Lô với tổng dư nợ đạt hơn 300 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu hiệu quả. Với những chính sách hỗ trợ kịp thời, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Sông Lô đã đạt được những kết quả tích cực. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 685 hộ nghèo, chiếm 2,3%. Hộ cận nghèo còn 873 hộ, chiếm 2,93%. Kiến tạo tương lai, bây giờ hoặc không bao giờ. Đây là chủ đề hưởng ứng Giờ Trái Đất 2022 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên phát động. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng tổ chức hoạt động tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết từ 20h30 phút đến 21h30 phút ngày 26 tháng 3. Với chủ đề này, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân về vai trò quan trọng trong các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của đa dạng sinh học trên toàn cầu, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm năng lượng, chống lại biến đổi khí hậu thông qua các hành động đơn giản, đặc biệt tăng cường sử dụng hợp lý năng lượng, thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, tái tạo vì một trái đất xanh. Theo đó, nhằm lan tỏa hưởng ứng Giờ Trái Đất 2022, Điện lực Vĩnh Phúc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng tổ chức hoạt động tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết từ 20h30 phút đến 21h30 phút ngày 26 tháng 3. Cũng trong khoảng thời gian này, 100% hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, đèn trang trí đô thị trên tất cả các tuyến đường và quảng trường các huyện, thành phố sẽ tắt. Các cơ quan, đơn vị sẽ tắt hoặc hạn chế tối đa thiết bị điện không thực sự cần thiết. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị đã có nhiều việc làm thiết thực, vận động nhân dân cùng hưởng ứng Giờ Trái Đất 2022. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, khi số ca F0 gia tăng trong cộng đồng và có nhiều giáo viên, học sinh mắc COVID-19, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh và các trường trung học phổ thông đã chủ động các phương án thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh để duy trì mở cửa trường học, đảm bảo kiến thức cho học sinh, nhất là học sinh cuối cấp. Do có liên quan trực tiếp đến bệnh nhân F0 nên cô giáo Vũ Thị Thanh Hương, giáo viên môn vật lý trường trung học phổ thông Nguyễn Thái Học, thành phố Vĩnh Yên phải nghỉ ở nhà để phòng chống dịch bệnh. Và để đảm bảo kiến thức cho học sinh lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp cuối cấp, dù nghỉ ở nhà nhưng cô Hương vẫn trực tiếp truyền đạt kiến thức cho học sinh đang học trực tiếp trên lớp. Về mặt phương tiện thì nhà trường đã tạo điều kiện là bố trí cho trên các cái lớp học đều có cái đường truyền mạng thông suốt để chúng tôi ở nhà cũng có thể dạy online cho các em ở trên lớp như thế này ạ. Chúng tôi cũng mong rằng là cái tình hình dịch bệnh nó sớm qua đi để có thể quay lại trở lại giảng dạy bình thường ạ. Lớp 12A2, trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Học có 43 học sinh thì có 39 em học trực tiếp trên lớp, còn 4 em là các trường hợp F0, F1 học online tại nhà. Bọn em thì mặc dù là học sinh đây là lần đầu tiên học kiểu này nhưng mà bọn em cũng đã dần dần thích nghi và có những sự chuẩn bị tốt cho cái việc học của mình ạ. Đối với em Nguyễn Thu Ngân, học sinh lớp 12A3, trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Học, trong khi các bạn học tập trung trên lớp, nhưng do liên quan đến bệnh nhân COVID-19, em phải học trực tuyến ở nhà. Chúng em học ở nhà online, vẫn có tương tác tốt với giáo viên. Thầy cô cũng có những bài giảng bổ ích, đa dạng, phong phú để bọn em
tiếp thu tốt hơn. Đây cũng là lần đầu tiên cô giáo Nguyễn Hoài Thu, giáo viên môn tiếng Anh, phải thực hiện hình thức vừa giảng bài đồng thời cho học sinh trên lớp và học sinh học online tại nhà. Với cái hình thức học kết hợp như thế này thì các giáo viên vừa phải quản lý lớp ở phía trên học trực tiếp, đồng thời thì giáo viên cũng phải quản lý các em học sinh online ở nhà, cũng phải có tương tác với các em online, cũng làm sao để các em ấy có thể hiểu bài, có thể trả lời bài. Và cái phần trả lời của các bạn ấy làm sao mà các bạn trên lớp cũng nghe thấy, và cái phần trả lời các bạn trên lớp thì các bạn học online cũng có thể nắm được. Giai đoạn cao điểm của dịch bệnh COVID-19, trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Học có khoảng 40% giáo viên và học sinh là các trường hợp F0, F1. Do vậy, nhà trường đã có nhiều giải pháp để thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh, đảm bảo nhiệm vụ năm học. Về công tác giảng dạy thì chúng tôi hoàn toàn là một thích ứng. Khi mà học sinh đến trường, những em nào mà phải thuộc diện F0, F1 phải cách ly thì chúng tôi là có cái phần là dạy trực tiếp ở trên lớp, cái phần có cái các video bài giảng của các thầy cô giáo chuyển cho học sinh. Thứ hai là nếu các thầy cô giáo thuộc cái diện mà phải cách ly thì đối với nhà trường chúng tôi sẽ tổ chức cho các thầy cô giáo cũng dạy trực tiếp theo cái hình thức của K12 online. Chỉ còn gần 2 tháng nữa sẽ kết thúc năm học 2021-2022. Việc kết hợp giữa học trực tiếp và trực tuyến thể hiện nỗ lực rất lớn của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh để vừa phòng chống dịch an toàn, vừa đảm bảo nhiệm vụ năm học, để các em học sinh cuối cấp sẵn sàng lượng kiến thức trước khi bước vào kỳ thi quan trọng của năm học. Nhằm thay đổi nhận thức, tận dụng các cơ hội, thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0, từng bước tái cấu trúc quy trình nhiệm vụ, sắp xếp bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nâng cao sức chiến đấu, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số Công an tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Sau một thời gian thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực. Một trong những kết quả đầu tiên phải kể đến là việc triển khai ứng dụng báo cháy 114. Mỗi khi trên địa bàn xảy ra vụ cháy, những thông tin bước đầu mà người dân cung cấp cho cơ quan chức năng là điều vô cùng quan trọng. Cán bộ tiếp nhận thông tin phải xác minh ngay thông tin báo cháy là thật hay giả, sau đó xác định vị trí, quy mô đám cháy để từ đó triển khai phương án chữa cháy nhanh, hiệu quả nhất. Xuất phát từ những yếu tố đó, ứng dụng báo cháy 114 được chính thức triển khai, áp dụng từ tháng 11 năm 2021 đã cơ bản đáp ứng được những yêu cầu cần thiết. Để cài đặt ứng dụng, người dân khi sử dụng điện thoại thông minh có thể tìm kiếm và tải app báo cháy 114 về máy điện thoại và tiến hành cài đặt các bước theo hướng dẫn. Việc tải và cài đặt ứng dụng báo cháy 114 đơn giản và tiện lợi. Trong thời gian qua thì nếu như về báo cháy truyền thống làm qua điện thoại thì một ngày chúng tôi nhận được khoảng độ 200-300 cuộc điện thoại mà đa số là quấy rối này, trêu đùa này, và có cả những người trường hợp là người ta báo cháy giả và để mà cho chúng tôi xuất xe nữa. Nhưng mà thông qua cái ứng dụng 114 thì chúng tôi đã xác minh được từ danh tính, đăng ký app này, hình ảnh này, và từ khi mà sử dụng cái app này thì là chúng tôi xác định được những cái vụ cháy giả chúng tôi đã không tham gia chữa cháy thì là rất là hiệu quả. Sau gần 5 tháng triển khai, ứng dụng đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã tiếp nhận 6 cuộc gọi thông qua ứng dụng. Tính đến hết tháng 2 năm 2022, theo thống kê, toàn tỉnh đã có hơn 3.600 lượt tải ứng dụng. Vĩnh Phúc đứng trong top đầu toàn quốc về số lượt tải cài đặt ứng dụng mới này. Cùng với đó, để tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm nhanh chóng, thuận lợi, công khai, minh bạch và đúng quy định, giúp người dân, doanh nghiệp được tiếp cận các dịch vụ công trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy một cách nhanh nhất, gần nhất và thực sự trở thành trung tâm phục vụ nhân dân, Công an tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện ứng dụng công nghệ số trong thực hiện công tác chuyên môn. Hiện nay thì Công an tỉnh đã ban hành các cái quy trình giải quyết thủ tục hành chính đối với 28 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy ở mức độ 3-4 và gửi về Bộ Công an. Và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị
để khi mà Bộ Công an hoàn thiện các phần mềm trên cổng thông tin dịch vụ công của Bộ thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy của Công an tỉnh sẽ đồng loạt triển khai giải quyết các thủ tục hành chính ở mức độ 3-4 từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã. Việc thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của người dân trên địa bàn.